Những năm lại đây, chúng ta khuyên mọi người cùng nhau học tập Đệ Tử Quy, học Cảm Ứng Thiên. Có nhiều người hỏi tôi, vì sao chúng ta học giáo lý của ngoại đạo? Tâm này bất thiện, ngôn ngữ này bất thiện. Vì sao vậy? Vì quý vị không thấu triệt nên gọi nó là ngoại đạo. Những người học Phật này hiểu Phật Pháp không nhiều, căn bản họ không hiểu thế nào gọi là ngoại đạo. Trong kinh Đức Phật nói về ngoại đạo, chúng ta phải hiểu ý này. Tâm hướng bên ngoài cầu Pháp gọi là ngoại đạo. Phải chăng chúng ta là tâm hướng bên ngoài cầu Pháp? Vẫn là tâm hướng bên ngoài cầu Pháp. Chính chúng ta là ngoại đạo. Như vậy là sai. Như thế nào mới không phải ngoại đạo? Trong giáo lý Đại Thừa, quý vị phải khẳng định, thừa nhận vạn sự vạn vật trong biến pháp giới hư không giới với ta là nhất thể. Như vậy là không có ngoại đạo, bởi chúng với ta là nhất thể. Nho Thích Đạo với ta là một nhà. Tôi nói với họ một cách cụ thể, Đệ Tử Quy và Cảm Ứng Thiên đều là kinh Phật. Họ cảm thấy rất ngạc nhiên, hỏi vì sao. Quý vị xem, không phải câu đầu tiên trong Tịnh Nghiệp Tam Phước nói hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng ư? Thực hiện hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng như thế nào? Phương pháp chính là Đệ Tử Quy. Trong kinh hai câu này là cương lĩnh. Đệ Tử Quy là một chi tiết. Nó là một hay là hai? Không có Đệ Tử Quy, hai câu này cũng như không. Cho nên Nho Thích Đạo là một nhà. Sự tâm bất sáng, chúng ta thực hiện ở Cảm Ứng Thiên. Cảm Ứng Thiên của Đạo Giáo. Từ tâm bất sát là nói về nhân quả. Trong ngũ nghịch rất quan trọng nhân quả. Tội ngũ nghịch đều là tội sát hại. Trong kinh điển Đại Thừa đặt tội sát sanh lên hàng đầu. Tội nghiệp cực trọng là sát sanh. Nghĩa rộng của sát sanh bao gồm làm thương tổn, tổn thương cực kỳ di tế cũng không được. Như vậy còn có thể làm điều nghiêm trọng ư? Câu sau cùng là tu thập thiện nghiệp. Cho nên tôi nói bốn câu trong điều thứ nhất. Hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp, chính là ba nền tảng của Nho Thích Đạo. Chúng ta không trái với giáo huấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn đối với tất cả tôn giáo lớn trên thế gian này, trong kinh điển của họ, nhà Phật nói về căn bản giới hầu như đều có. Chúng ta biên tập một cuốn sách nhỏ tên là Tôn Giáo Thế Giới Là Một Nhà. Chị vị tự nghĩ xem, sẽ nhìn thấy không có tôn giáo nào không nói về hiếu dưỡng phụ mẫu, không có tôn giáo nào không nói đến phụng sự sư trưởng. Tư tưởng từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp này trong mỗi tôn giáo đều có.
Nhà Phật nói đến ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ. Tất cả các tôn giáo khác đều có. Không uống rượu có một vài tôn giáo không có, nhưng sát đạo dâm vọng đều có. Chúng ta không thể không biết điều này, không thể không nỗ lực học tập. Tiêu trừ quan niệm đối lập. Trong tự tánh không có đối lập, trong tự tánh không có mâu thuẫn, trong tự tánh không có xung đột. Những thói quen bình thường của chúng ta đều trái với lý tánh, trái với tự tánh. Trái với tự tánh nghĩa là tạo tác. Tùy thuận tự tánh tức là tu thiện. Hoàn toàn là khởi tâm động niệm trong cuộc sống hàng ngày. Thật sự giác ngộ giải thoát, vĩnh viễn thoát ly luân hồi lục đạo, thoát ly mười pháp giới, thoát ly tập khí phiền não. Nếu là mê mà không giác, không ra khỏi luân hồi lục đạo, trong này còn có một hiện tượng hư huyễn, oan oan tương báo không bao giờ dứt, thật phiền phức. Quý vị giết họ, họ muốn báo thù, oán hận của họ chưa tiêu. Nếu đoạt danh lợi của họ, họ đến đoạt lại. Giết người đền mạng, nợ tiền thì trả tiền, đời này qua đời khác đều gặp phiền phức.